Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến vào một phần chơi Hơi hơi bị kỳ lạ khi mà lại xuất hiện tại một vùng băng tuyết Chưa tới mùa đông mà xuất hiện tại vùng băng tuyết rồi Và gì đây? Hãy bấm M để chọn Pokemon khởi đầu Hello Rồi và dùng Kanto, Hoenn, Sino, Onova, Kalo, Alola, Gala Chọn ai đây? Ý là Pokemon chúng ta sẽ có Mới tới uh, thế hệ thứ 8 thôi Chứ có thể thứ 9 Rồi và Đầy đủ hết ha Đầy đủ hết Vui chưa Như vậy Chọn ai cho đẹp Dùng này chọn Charmander Thôi Bobaza đi Bobaza chứ Bobaza I choose you Tinh Rồi Có Bobaza ngoan Hey Mà các bạn có để ý gì không? Những bé Pokemon này không phải là cái hình tròn chị mà là những bé Pokemon khối vuông. Đem những cái khối vuông này thấy không? Giữ chưa? Rồi, let's go Bobaza để mình tắt cái auto châm đi một cái. Rồi nếu chúng ta nếu mà không biết nút thì có thể vô trong này coi ha. Chúng ta có thể open summary nè. Party, Up, Down, gì này nọ. Ủa, có nhiêu đó thôi hả? Kỳ vậy. Open Summary. Đây, Move, Start. À, cũng đơn giản. Overcrow. Party. Mình không có Inventory gì hết. <laughs> Up, Down. Up, Down để chọn. Mọi gì, không có mở uh, Pokédex. Phải coi coi Pokédex nằm đâu. Pokédex. Pokédex, Pokédex của tôi đâu? Hai party overlay thôi. Ừ. Này bỏ đi. Không cần thiết. Rồi, vô. Đi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm coi có bạn Pokemon nào không. Có nè. Ở trong phần chơi này chúng ta có thể chạy ra đây và thách đấu. Vô. Đây là lượt thứ nhất. Rồi để mình coi nha. Cat Fire, switch run Rồi giờ có, có file bắt đầu vô quánh Chiếu gì đây uh, Lizard, Fire, file web tackle Rồi thao một cái <laughs> uh, Tackle à, chứ, gì đó, chơi tackle mình rồi Fire, whip nó một cái cho xong Win up xỉu Bebaza -be nhận được 135 Và có được Rao Wun Ồ oh, thú vị chưa Rồi gì nữa đây Nè Slowpoke Level 16 luôn nha Ồ dữ ạ Level 16 Babaza level 10 Rồi bên kia Attack à, thác luôn Super efficiency Oh no Rồi không hiểu quả lắm Now turn 4 Chạy <cười> <cười> à cho chạy nhưng mà bạn Belvedere đã bị thương rồi. Rồi à, bây giờ làm sao để tìm được một nơi trị thương đây? Chúng ta sẽ cần phải coi ha. À, sao mình xuất hiện khu này không đẹp tí nào luôn á, khu này là băng tuyết. Rồi chúng ta coi ở bên dưới nước. Gì yeah. Run. Run, run. Run away. À hồi nãy chưa chạy bây giờ mới chạy nè Vui chưa Rồi có các bạn này ở đây nữa Hello Rappi Rappi bên kia thấy bự quá Rappi này tiếng quá rồi Không phải là Rappi nữa mà thành Kingler rồi Chạy <laughs> Liều lĩnh Level 16 mà dám vô chơi hả Rồi để ta bơi xuống dưới coi Có bạn Pokemon ở dưới nước từ 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 căng con mắt ra mà coi lát hồi nữa hả có con cá chép nó bơi tới <laughs> cái nó biến rồng luôn hết hồn luôn ý đây nè có nè vậy là bên dưới nước cũng có các bạn uh, pokemon ha rồi bà giữ chưa ôi em này nữa em này bị cắn cái đuôi kìa đau không con và điều độc đáo là các bạn pokemon đều là những khối vuông để thương quá chừng luôn ấy đừng đánh tôi nha tôi coi thôi không có làm gì đâu wow rồi bên này chúng ta có một cái uh, nether portal và có cái chest tại khu vực băng tuyết này không có vui không có chỗ để chúng ta đi hồi phục chúng ta sẽ coi coi chúng ta sẽ coi chỗ hồi phục PC đây là cái PC rồi có healing machine nè đó phải có những cái này thì mới hồi phục được rồi đồ ăn slurp switch gì này nọ giờ dạ, mình đi kiếm khu khác chúng ta phải ở một nơi khác chứ ở đây sao làm ăn gì phải đi qua một nơi mà có cây cối bình thường đang lót khu vực mới vô khu này cũng là khu mà lạnh lẽo nữa hello 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 không có thấy ai hết hello cái ship này không được đẹp lắm ha à. vô khu vực này băng tuyết không à thì chúng ta chỉ coi các bạn pokemon mà liên quan đến nước đá rồi biển này nọ à, để coi coi đi xa hơn chút nữa coi chúng ta có tìm được cái dùng địa hình khác không à, để chúng ta nhảy xuống đây luôn đi đây là phiên bản 1.19 cho nên nó hả ở dưới đây rất là rộng và có Pokemon không hello mực phát sáng có ai đây Axolotl cá tầm lâm hết ý, Exolodo chứ không phải là các bạn mực phát sáng à, ở ờ, có nè, trong tối có nè, Ghastly có, à, có đó, trong hồi tiến quá hành game luôn, chó đã, ok luôn, như vậy là bên trong à, những chỗ tối thì vẫn có Pokemon xuất hiện ha, chỉ có điều là ở trên mặt đất này, ở vùng này, cho nên chúng ta chưa có coi được nhiều phải kiếm cái dùng khác dùng bên đây đỡ hơn chút rồi mấy ông này ăn cướp ghê quá ở à, đây 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 gì đây gì đây ở đây rồi không biết được cây này cây gì luôn cây này là cây này <laughs> mình đang đi coi những cái cây tại vì nó sẽ có mọc những cái cây luôn à, cái nether portal có gì đặc biệt rồi à, không có inventory shopping luôn mới ghê Rồi bạn béo bơi của mình đâu Béo ơi Béo bơi da, béo đâu rồi Béo bơi da R2 Battle Ờ à, béo xỉu rồi <laughs> Battle gì nữa Cái này hơi bị căng nha Chỗ này chúng ta đang ở âm nhiều đó. Thôi để mình tp đi đi. Tp đi. Để coi coi khu này có ra dùng địa hình khác không. Ủa kỳ dạ. Sao tặng là bắn tuyết không vậy Không không không. Ờ uh ha -huh không có nên để không 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 âm một ngàn không và âm một ngàn đi thôi chúng ta có thể sạch được biome mà rồi low locate biome African dance nhiều thứ minecraft plan trước đi có nè nghĩa là có ha bấm vô để chúng ta tele qua bệnh cứ ở vùng này thì coi gì được một ngàn mấy âm một ngàn mấy rồi đây ok luôn chúng ta qua những cái vùng như thế này thì để từ từ các bạn pokemon bắt đầu xuất hiện pokemon ơi rồi để khu này đang lót ra nữa rồi và nhìn trái nhìn phải đây đây là cái cây nãy giờ mình để ý đây là cái cây mà nó cho mình Cục này là apricot màu đỏ thì trong phần chơi pixelmon thì cái cây này nó có chỗ trồng tắm cái này trồng xuống nhưng mà trong phần chơi này thì nó khác nó sẽ mọc ở trên một cái cây giống như cây của vanilla vậy đó nhưng mà mọc trái ra nè có bạn uh, wulu nữa nè dễ thương chưa đó, có mấy em này luôn nè binary hello Thực hiện thêm tùm lum luôn Và đầu bên này thì sao Hello Đó, Đi dòng dòng chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều bạn Pokemon Cũng như là chúng ta phải đi tìm Tất cả những cái trái Apricorn này luôn Nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 màu tất cả Và Apricorn này để làm Pokemon Nó đây Catrage 1 Catrage Premier Bon Master Bond thì sao Master tăng bond. Master Bond Wow Guarantee capture luôn Chắc chắn nhưng mà khó hơn Cần phải có những món này Châu cơ Không đơn giản mà Chúng ta có được cái đó một cách thoải mái đâu Ok Beast này còn căng nữa Ultra Beast lấy Eco Shack Eco sát mới chịu Cream bone thì thêm mấy trái này thôi Không có gì big bone, Hue bone, Dust bone, Hammer bone. Rồi nhìn vô Moon bon, Chủ yếu là những cái trái ở dưới Và Cái trái này mới là dữ nhất nè Phải làm sao để farm được Thì trước khi chúng ta coi cái đó Chúng ta coi thử có cái gì để hỗ trợ chúng ta đi farm Mà Hôm nay chỉ có 11 mod thôi thì nếu mà vô Nếu mà chỉ có 11 bản mod Thì chắc đa số cũng chỉ là Vanilla Mà vanilla mà vô Mà đi kiếm những cái món như thế này Để làm được cái Master Ball Sẽ tốn rất là nhiều công sức <laughs> Rồi đây là Đồ vanilla mà ôi 11 trang vanilla không chứ gì nữa à, Đáng lẽ là 10 trang đó. Đồ vanilla không luôn Chỉ là có cái này thì cái này cần phải có một vài bản mod hỗ trợ thêm ha Ví dụ như chúng ta cần có inventory sorting nè Rồi nhìn vô đây Rồi nhìn vô kia Cái này không thấy gì hết hết á đó. Đó, Nó có nhiều cái cần phải có Rồi bây giờ mình sẽ coi Đây là cái PC với lại cái healing African Pressure Play <laughs> Làm từ cây gỗ apricot thôi chứ không gì hết Rồi những cái món đồ này Chúng ta có thể chế tạo được luôn Muscle Band nè rồi lên thành choice band và, và có những cái như cái này không có black slug không có heavy duty boot top send không có cái nào không có thì phải đi kiếm nhìn vô coi đây lên được never mail ice dành cho các bạn pokemon bây giờ để coi healin uh, healing station và cái pc và chế tạo Pokemon thì chỉ cần chế tạo luôn thôi Có đồ kết hợp vàng à, Cần copper là chủ yếu Tất cả là copper Những cái cao cấp hơn thì cần có gold Rồi xong lên tới Diamond cũng có Nether hey, Star và bây giờ chúng ta sẽ có cái này Là hugh Và cái PC hugh bấm lên Không nghe tiếng máy chạy <laughs> Và bạn uh... Bé bơ của mình đã hồi phục Ickly Bub Hồi quá chừng mấy bạn luôn nè Duran À ha, còn một cái nữa Trời tối Để trời tối cái đi Coi có thêm các bạn Pokemon mới xuất hiện không đã Trong thời gian này chúng ta coi PC PC thì mình có thể chuyển bạn này vô trọng Rồi hết Chúng ta sẽ có bao nhiêu box Câu bộ là không giới hạn À có giới hạn 30 box mà thôi, không có chứa được quá nhiều đâu. Rồi, có thể sắp xếp vị trí của bạn bao bazaar ở vị trí nào? Rồi trời tối rồi đó, có ai xuất hiện hãy xuất hiện đi. Cho tôi coi với. Hello, hello. có quái xuất hiện là đầu tiên nè mấy con đó rồi <laughs> quái quái xuất hiện nghĩa là chúng ta vừa phải chiến đấu với mấy con quái vừa phải đi kiếm các bạn pokemon nhưng mà trong trường hợp mình đang vô chiến đấu mình vẫn bị đánh hả à, vẫn bị đánh hả rồi không vui luôn vừa chiến đấu mà vừa bị đánh thì làm sao mà đảm bảo được cái này à, chắc phải chơi Peaceful quá để không có những cái con này tấn công nữa bây giờ chúng ta chạy qua bên này chỗ này còn sáng à, nãy chưa kịp đánh gì hết trơn đó rồi <laughs> không thu bạn beberza lại hãy bạn beberza ra thu bạn beberza lại phải lại gần thì mới có thể chiến đấu được ha à, bây giờ à, vô à, thắt cái thắt khổ cái nữa bên kia đánh lại vai sweep à. rồi vậy sung sướng rồi đi ba đi xong á cái à, đem theo cái máy này cái bỏ vô cái hồi phục món lạnh món lạnh luôn rồi bây giờ chúng ta đi qua nether cái đi nether Obsidian để qua bẩn coi có thêm các bạn Pokemon mới không đã đây luôn nha ít có nữa nè <laughs> lăn quá chừng lăn luôn em ơi Hulu Khắp cái cửa lên vô Đây là Nether Wow Nether này cực kỳ không vui ở vô đây rồi sao đi nhé thiệt luôn á đi rồi phải đi qua những cái khu như thế này nè nó mới dễ đi và zombie pigman đang gửi uh, mấy em này đi trên chảnh coi như là nếu mà đi vô chổng á là mệt á à, còn phải tính đến con gas nữa nha ồ và bên đây là có gas Rồi. thôi xuất hiện thêm <laughs> xuất hiện thêm liền thơ luôn nè Ôi, thơ nhìn thú vị thiệt á Slugma Tiếng quá không? Đi tiếng quái em ơi Hello, hello Ở dưới đây chúng ta vừa phải chiến đấu với những con quái mà vừa phải tìm cách bắt các bạn Pokemon thì nó hơi kỳ ha Để mình coi thử còn em nào xuất hiện nữa không Hello, hello Nãy giờ chỉ thấy có ba bạn thôi ba bạn Pokemon Đã chui qua đây coi Nó ra được đường nào nữa Nó phải chỗ rộng rộng một chút ha Rồi và qua khu rừng đỏ Căng à Chỗ này căng á đi tìm mấy bạn bên đây cũng hơi bị phê luôn ô dè ô dè ngon cái các bạn pokemon ơi hãy xuất hiện cho tôi đi đứng đây chờ chút xíu né này quá khó chịu ha đi như vậy là mình thấy mình bay còn đỡ rồi đó chứ đi bộ là phê lắm á Mới đầu vô thì đâu có elytra để bay đâu Để lượng mới đúng như phải để bay nữa Bởi vậy, vậy nó mới khó khăn Bây giờ làm sao quay về Làm cửa mới Làm cửa mới cho nhanh Vô Đi về nó nói ra một cái chỗ khác đây là đâu Không biết đây là đâu luôn Xa quá chừng xa luôn rồi Bây Giờ đâu biết đây là đâu đâu Bây giờ chúng ta sẽ locate Structure Stronghold Ok luôn Stronghold Đây là tới đẳng Uh oh từ tơ sân đây tới thẳng sân hô luôn ha ta kiểm tra coi những cái thùng đồ có gì thú vị mending pearson nó lại không có những cái đồ kia rồi nó chỉ có những cái đồ vanilla thôi Peter lên trên đây rồi để chúng ta qua The end luôn rồi cái đó đi cho nó đỡ rộn ai ấp ender ghê thiệt spawn edge spawn edge là chỉ có thể kêu bằng summon nè à? summon summon cái gì không có summon được các bạn pokemon luôn Pokemon, MT Pokemon, Pokemon. NTT. Phải biết NBT nữa. Nhiều thứ. Chúng ta đâu có cái chỉ số ra ở đây đâu. Mình muốn thử summon coi có được không trước khi chúng ta qua bên này. Đây là DN. DN này vui luôn á. Ender Dragon. Hello Ender Dragon đây Và chờ chút xíu Để cho khu vực này lót ổn định Coi thử coi có bạn Pokemon nào ở đây không cái đã Chưa thấy, chưa thấy, chưa thấy Các bạn Pokemon của tôi ơi Các bạn đâu rồi Như vậy là bên Dian không có Ok thấy ha. Rồi à. à NTT. Mình đã xóa bé Ender Dragon đi cho nó nhanh chóng và nó sẽ tạo ra một cái khu này để chúng ta có thể đi qua bên NCT coi thử. Cho nó nhanh chóng. Chỗ này. Rồi tới chưa, tới chưa? ok nhiều khi ra đây á, thì mấy bé pokemon mới xuất hiện được chỉ toàn là enderman mà thôi hiểu luôn như vậy là khu vực này enderman là loại duy nhất có thể sống được ở đây do đây là dn mà là các bé pokemon là chỉ sống ở uh, trên kia thôi Chúng ta chờ xíu coi Xíu chờ xíu Ê có rồi nè Ồ oh, có nha Nãy giờ mới có được một em à. à Ở đây tỷ lệ xuất hiện hơi bị khó khăn á à. Còn nữa không Mấy em này xuất hiện chậm quá làm tư tưởng không có không à Mấy em Pokemon chúng ta qua đây một cái qua đây đứng chờ một cái nhìn trái nhìn phải nếu mà có cái NCT luôn càng tốt mà giống như hàng hiếm vậy đó thật luôn á mấy bé ở đây giống như hàng hiếm vậy á qua wow, hả tàn enderman không luôn Ok, như vậy là bên này mình muốn biết là coi có cái loại Pokemon nào mà chỉ xuất hiện ở bển hay không thôi ha. Nếu mà không có thì không sao. Bây giờ chúng ta có thể đi về. Đi vô trong cái cửa này luôn. Về là về trong World Spawn, nó xa thiệt xa luôn. <laughs> Dùng băng tuyết. Ý, lên Pokemon nè, Pokemon kìa. <laughs> Và con nào dính vô trong cục nước đá hay sao nó là kề tội nghiệp chưa đông quá là vậy đó ở bên dưới nước cũng có xác nhận rồi ở nether cũng có nhưng mà đi em thì hết một chút ha nói tóm lại trong ngày hôm nay thì chúng ta đã đến vòng phiên bản pokemon mà rất là minecraft bởi vì tất cả các bé pokemon đều là những khối vuông còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây em nói các bạn trong những video clip khác bye bye